Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 4 của chương trình. Và thưa quý vị, trong vòng một tuần qua đó thì một số các tờ báo y khoa cũng như là tin tức liên quan đến khoa học đó, họ đang chú ý một cái tin, đó là có một số nhà khoa học của Pháp họ tuyên bố là đã phát hiện ra một cái loại virus có thể sống lại, và cái loại này đó đã bị đóng băng từ gần 50.000 năm trước. Vậy mà bây giờ đó, khi mà rã đông thì chúng vẫn sống được, và bây giờ đó họ lo sợ là nó sẽ gây ra một cái nguy cơ, tạo ra một cái đợt dịch mới mà con người sẽ chưa có vaccine, bởi vì cái loại này các nhà khoa học họ chưa gặp bao giờ cả. Thì như quý vị cũng biết là trong vòng từ 10 năm trở lại đây đó, các nhà khoa học họ nói rằng những cái nơi mà lạnh giá nhất ở trên thế giới như Siberia, rồi chẳng hạn như là Yakutia ở Nga đó. Yakutia là cái nơi mà được chứng thực là lạnh nhất ở trên trái đất này. Nhưng mà cái lớp băng tuyết ở những cái nơi này đã bắt đầu từ từ nó cứ bị mỏng đi, nó tan ra bởi vì biến đổi khí hậu. Thì các nhà khoa học trong cách đây khoảng 7 năm đó, họ một cái lớp băng tan ra ở một cái hồ, thì họ trong cái lớp đó, đất đá bùn đó, họ khi mà họ rã đông thì họ cũng đã tìm thấy trước đó một cái loại virus mới. Cái lớp băng đá, đất đá đó là có cái niên đại 30.000 năm. Thì cái con virus trong đó đó, khi mà rã đông ra thì để một hồi sau ở trong phòng thí nghiệm nó đã sống lại được, thưa quý vị. Thì lúc đó nó lập kỷ lục là cái loại virus mà sống lâu nhất. Và bây giờ thì mới hồi cách đây đầu tuần đó, một số nhà khoa học của Pháp họ đã đến một cái hồ ở Yakutia, họ cũng đào xuống dưới đáy của cái hồ đó và đem cái đống băng tuyết rồi bùn đất đó đem về. Thì sau khi mà rã đông đó, họ phát hiện 13 loại virus hoàn toàn mới hết, thưa quý vị. Nhưng mà trong đó họ nói rằng có một loại giống như 12 cái loại kia đó, có con nó sống, có con nó chết, nhưng mà có một cái con nó sống lại được. Và đây là cái con này thì họ đặt tên nó là con Pandora virus. Nó đã bị đông đá từ cách đây 48.500 năm, gần 50.000 năm rồi. Nó phá vỡ kỷ lục của cái con trước đây. Và họ nói là khi mà xem xét ở trong phòng thí nghiệm như vậy đó, không những nó sống lại, nó tiếp tục nó ăn, nó uống, và bây giờ nó vẫn có thể sinh sản. Và bằng cái cách cái con này là nó sẽ sống ở trong một cái vật chủ, nó đi lây bệnh đó, thưa quý vị. Thì cho nên là bây giờ khi mà viết cái báo cáo này đó, thì họ đưa ra một cái lời khuyến cáo, đó là bởi vì những cái người dân mà họ sống ở cái khu vực này thì họ Yakutia đó là họ cũng hay đi giống như là câu cá, họ như quý vị thấy trên cái hình đó là họ đục những cái cục đá tuyết ở dưới để mà bắt cá này nọ vân vân, hay là lấy nước. Thì bây giờ các nhà khoa học họ lo sợ là những người này đó không vô tình họ đục những cái đá nó sâu quá thì sẽ đem về những cái loại virus mà từ trước đến giờ các nhà khoa học chưa bao giờ biết đến, mà đặc biệt đó là nó mấy chục ngàn năm trước rồi nó bị đông đá, thật sự ra nó vẫn còn sống, khi mà đem về như vậy thì sẽ vô tình gây ra một cái đợt đại dịch mới nữa mà mọi người chưa có biết. Thảo Yên, dạ, mấy con này nó ở dưới đây cả mấy chục ngàn năm nay, mắc mới gì chỉ đào nó lên chi vậy? Thì băng trong... đang bị tan mà biến đổi khí hậu. Nó đang nằm yên để yên nó dưới đó đi, đào lên làm cái gì rồi nó phát tán ra lúc đó. Thì người ta phải chuẩn bị trước, worst case scenario. Con rủi ro mấy người trong làng này đi về như là Vũ Hán á, đâu có biết đâu. Đó, từ đó mới lây lan hết cho mọi người. Và cũng tin liên quan đến khoa học và sức khỏe, ngày hôm nay
Trường Đại học Penn State của Pennsylvania vừa công bố một bản nghiên cứu và họ nói gừng càng già càng cay. Mà chúng ta ở Mỹ này chúng ta thấy chúng tôi chưa có so sánh được gừng mà già với gừng non ha. Phần lớn đó, mình mua ở chợ đó, gừng non mà đâu có ai mà gừng già. Gừng già có thể người ta tiếp tục người ta nuôi cấy cho nó lớn lên. Cho nên không biết được cái độ cay nó như thế nào. Nhưng trong cái bản nghiên cứu này họ nói người càng già thì càng bớt ít stress. Thưa quý vị, họ nói mà phải cần cái cuộc nghiên cứu này. Thì không biết quý vị như thế nào. Chúng tôi thấy là mình cũng đơn giản theo cái lý lẽ thường tình common sense á. Bởi vì sao? Càng già thì chúng ta bớt lo lắng. Công ăn việc làm, nhất là những đến tuổi về hưu 67 trở đi, ở Mỹ này xong 70 mới về hưu. Xong 7 rưỡi. Thì về hưu rồi thì không có việc làm rồi, nghĩa là đời sống không còn lo lắng nữa. Thứ nhất là không có đi làm, rồi nhà cửa, mọi thứ nó ổn định rồi. Tuy nhiên có những trường hợp stress mà các nhà nghiên cứu nói là do gia đình mà ra. Thì phần lớn họ nghiên cứu họ nói bởi vì con cháu lúc đó bắt đầu lo, bởi vì mình không có lo cho mình nữa, hai vợ chồng không có lo cho nhau nữa mà lo cho con với cháu, thì đó là những cái stress. Thế nhưng so sánh với tuổi 25, và trong cuộc nghiên cứu này họ mới giải thích lý do tại sao quý vị thấy những người trẻ trong cái độ tuổi 25 họ hay nóng tính, tiếng Anh gọi là grumpy, khó chịu, khó tính, bởi vì đây là cái tuổi mà bắt đầu cái sự stress, căng thẳng đầu óc trong việc làm, trường học càng ngày càng gia tăng. Và cái việc đó nó sẽ kéo dài ngoài 50. Cuộc nghiên cứu của Penn State cho biết ở tuổi 55 trở đi đó thì bắt đầu cái triệu chứng của căng thẳng đầu óc trong đời sống từ từ giảm xuống. Thế nhưng có một cái điều ngạc nhiên đó, thưa quý vị, họ nói rằng những người mà bắt đầu ở ngoài 70 đó, không hiểu vì lý do nào, nó không tiếp tục giảm nữa, mà có vẻ như nó đứng lại và thậm chí nó còn tăng lên chút xíu. Thì mặc dầu không có nghiên cứu thêm, nhưng mà họ giải thích, các chuyên gia tâm lý họ giải thích có thể là ở cái tuổi 70 trở đi rồi, chính thức là về hưu được vài năm rồi, thì những người này quay trở lại lo vấn đề gia đình, rồi có những cái vấn đề khác nữa, cho nên cái việc mà căng thẳng của họ không tiếp tục giảm. Cho nên cái cuộc nghiên cứu này định rõ không có nghĩa là tuổi quý vị càng già thì cái tình trạng căng thẳng đời sống nó tiếp tục giảm theo tỷ lệ thuận. Nó giảm theo tỷ lệ thuận từ 65 cho tới vào khoảng 70 tuổi, tức là quý vị có thể hưởng được cái đời sống, nghĩa là an nhàn, hạnh phúc trong vòng 15 năm đó, từ 55 cho tới 70. Nhưng mà sau cái tuổi 70 thì có thể nếu quý vị không kiểm soát hoạt động hàng ngày của mình, từ sức khỏe, trong đó là một vấn đề chính. Nhiều người đến cái tuổi đó bắt đầu bị bệnh, ngã bệnh và căng thẳng vì vấn đề lo lắng. Chồng lo cho vợ hoặc vợ lo cho chồng vân vân, thì cả hai vợ chồng đều căng thẳng, không biết được bảo hiểm sẽ như thế nào, bệnh tình gia tăng nặng, rồi nhà cửa, rồi cộng thêm vấn đề con cái, bạn bè, cháu bị tai nạn vân vân. Tất cả những cái điều đó đóng góp vào cái tình trạng căng thẳng đời sống. Mặc dù không bằng với người trẻ, nhưng trong cuộc nghiên cứu này họ nói, và để đưa ra một cái lời giải thích cho những quý vị nào cảm thấy ủa, mình đã về hưu rồi, tưởng là mình có một đời sống an nhàn, ai ngờ lại cực hơn. Và chúng tôi cũng biết được trong gia đình bạn bè của mình cũng có những người mà sau 60 tuổi bắt đầu hơi cực đi một tí là vấn đề con cháu và đời sống mà ra. Thì đó là cái cuộc nghiên cứu của Penn State được công bố trong tạp chí khoa học ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Mời quý vị vào trong trang nhà luocsaigontv.com đọc thêm các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Và nếu vào YouTube nhớ nhấn nút subscribe quý vị. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.